chào tất cả các bạn năm mới diều nha. Hôm nay thả dừa khẩn tiếp, hôm nay gió ngon quá. Con này là của mình đây, 2 mét nha, quá lớn. Con cũng 2 mét. Hai con rồi đó. Dòng đường ghê. Một cặp đồng bằng nhau của nhà 2 mét hết. Điều này mới bứt bông, mới bị lạnh. Tiếp tục còn rất là nhiều con nữa, lên được 2 con rồi đó, bứt bông 1 con, lên được 2 con. Con nhậu lên, nhậu lên chút xíu nó nhậu. Nó ngang ngang nó không hạ thôi à. Chứ con chúng đua lèo lên mạnh lắm. Hạ thôi à, cũng gió mạnh nó lên như vậy. Lúa đang trổ đều quá đẹp. Vậy là 3 con bự 2 mét này là lên hết nha. Con này con thứ 3. Bữa lên được 2 con rồi. Con này con thứ 3 lên luôn. Hợi cái lên thẳng dây luôn. Cái 1.
Chị Trúc, chị đi làm. Đèo hơi ngang, hết gió nó lắc. Đó. Dân kêu đó. Chắc mình phải phân xuống và đưa lèo lên quá. Gió mạnh thì lèo này thì vừa, nếu gió lại cái nó đảo. Con này nãy giờ hơi hoài không bay ta. Làm bé quá. Cũng chưa biết à, liếc cử bức giờ á. Cây dăng cũng cứng lắm.
rên coi không. Con diều đỏ này thì nó wow wow wow. Điều này mà vướng vô là hết gỡ luôn à. Nặng quá à, hết gỡ luôn. Hết luôn hả? Gió cũng hết giặt rồi. Gió cũng đầm lại hết giặt rồi. Thôi mà em cho quay mày thôi, đâu dám quay đâu. Tao quay con diều mày cầm hời thì tao phải quay con diều, phải dính cái tay mày vô chứ sao giờ. Diều bay được phải có người hời chứ đúng không? Rồi sao không thấy không? Thank you.
này làm dân chưa? Làm dân lại thả. Dân này. Dân. Ui, đúng rồi nha. Dằn rền rươi rồi, chào tạm biệt.